Chào các anh chị em, hôm nay mình có người nào mới không nhỉ? Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Xin chào tất cả các anh, các chị và tất cả các bạn đã tham gia trong cái buổi Zoom meeting. Bây giờ đang là 6 giờ chiều giờ California và ngoài trời vẫn còn nắng ấm. Chỉ có điều là không đi ra đường được. bởi vì là virus corona như chúng ta đã thấy và tất cả chúng ta đều ở nhà hết. Và có thể nói đây là một cái giai đoạn đang khủng hoảng cho rất là nhiều người. Cái sự lo sợ, thứ nhất là lo sợ về sức khỏe, lỡ mà mình bị nhiễm virus và rất là nguy hiểm cho gia đình, cái tính mạng của gia đình của mình. Cho nên là tất cả mọi người bây giờ ai cũng quan tâm tới cái mặt về sức khỏe. Và cái điều thứ hai nữa là lo sợ về cái tình hình kinh tế chung. Tình hình kinh tế chung trên toàn cầu á, chắc chắn nó sẽ đi vào, tại vì Liên và anh Luân cũng theo dõi trên news rất là nhiều. Mình biết được về chính trị, về kinh tế, về thời sự để sao ạ, để mình biết chuẩn bị cho cái tương lai của gia đình của mình là mình cần phải làm cái gì. Vấn đề ở đây là cái gì nó xảy ra thì nó đã xảy ra rồi và nó đã là cái vấn nạn chung của tất cả mọi người trên thế giới và mình cũng chịu chung cái số phận của tất cả mọi người thôi. Cái quan trọng ở đây á, là mình cần phải biết và bình tĩnh để mình giải quyết vấn đề. Để làm sao mà mình thấy rằng là trong cái khó khăn á, thì cơ hội đâu đây nó vẫn còn. Và phải nói rằng là kinh doanh online hiện giờ nó lại lên lên ngôi là bởi vì mọi người đều phải ở nhà và mình có thể vận dụng được cái mạng lưới internet, mạng xã hội để mình có thể làm việc, kết nối và mình vẫn có thể hoạt động kinh doanh như thường. Trong tuần vừa rồi đó là một cái tuần nó rất là chậm, nó rất là chậm đối với cái business của Liên và anh Luân, tại vì tụi Liên có một vài những cái business kinh doanh online, một cái tuần rất là chậm nhưng mà mình tổng cộng lại cái thu nhập của mình cũng được trên 3.000 đô la trong một cái tuần đó. Và cả một tuần thì chỉ có loay hoay ở nhà, nào là dọn nhà dọn cửa trông nấu ăn nấu uống rồi ngủ. Ngủ rất là nhiều, ăn nhiều, thậm chí là bây giờ đang sợ lo sợ là mập đây. Đó là Liên muốn nói với các anh chị là cái mà gọi là cái rất là tuyệt vời, đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Nó làm cho mình cảm thấy rằng là thứ nhất á, mình ở nhà và mình được ăn uống đầy đủ và mình được bồi dưỡng những cái thực phẩm chức năng, rồi là mình dán miếng dán Actarine, cho nên cả gia đình mình hiện giờ thì sức khỏe cũng rất là bình an, rất là ok. Và một cái mặt mà Liên cảm thấy là một cái sự gọi là peace in mind, tức là một cái sự bình an trong tâm hồn, đó là về cái phần tài chính. Khó để mà mình làm giàu trong lúc này lắm, nhưng ít nhất mình cảm thấy rằng là mình không có bị những cái rủi ro về tài chính. Đó là cái điều mà Liên và anh Luân cùng với một số các anh chị muốn chia sẻ với các anh chị một cái chủ đề ngày hôm nay. Đó là mình có thể là mình nhìn nhận vấn đề như thế nào về cái chuyện mà mình kinh doanh tại gia và làm sao mình có thể tận dụng được những cái cơ hội tốt và cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời của tập đoàn Lifeway. Đó là sản phẩm X39, tức là miếng dán X39. Nó đã khá là nổi đình nổi đám ở trên thị trường trong vòng hơn 1 năm vừa qua. Cái miếng dán này nó mới có độ khoảng là 1 năm 2 tháng với các anh chị, mặc dù là tập đoàn Lifeway đã có mặt ở trên thị trường hơn 15 năm và họ có những cái miếng dán khác, thế nhưng mà nó không thuộc về cái vấn đề là sửa chữa và kích hoạt từ trong cái tế bào gốc của mình, cho tới khi mà ông David Smith, ông chủ của tập đoàn Lifeway, và ông là nhà nghiên cứu cũng nhà phát minh và ông là tiến sĩ, và ông ta đã nghiên cứu ra được miếng dán kích hoạt tế bào gốc. Có thể nói rằng là nó là một cái điều tuyệt vời nhất mà Liên phải nói là như vậy, đã dành cho Liên cảm thấy như là đây là một món quà của Thượng Đế ban cho mình. Còn bà chị của mình á, ở bên Việt Nam, tại bố Liên mất cách đây là mấy tháng ha, tháng 11 năm ngoái, đầu tháng 11 năm ngoái là bố Liên qua đời. Thì tại vì bố Liên á, là bố ông rất là thương con, mà đặc biệt ông rất là thương mình nữa, gần như là Liên là đứa con út ở trong gia đình á, rất là thương. Và chị mình báo nói rằng là
Liên ơi Liên, chắc là bố phù hộ cho Liên á, cho nên là đã đem tới cho Liên được một cái cơ hội kinh doanh này. Liên có một cái cảm giác như vậy và Liên có một cái cảm nhận rằng là thật ra mọi cái mình không có thể nào mình kiểm soát được, thế nhưng mà mình sống, mình có đức tin. Các bạn có thể là đạo Phật hay đạo Thiên Chúa vân vân, thì mình có đức tin vào Phật và đức tin vào Chúa. Thì đối với Liên là đạo Phật, thì Liên đã có một cái cảm giác là mình đã được trời Phật tổ tiên ông bà đã ban cho mình một cái cơ hội, mà cái cơ hội này nó đã không chỉ là giúp cho gia đình Liên có một cái sức khỏe rất là tốt trong một cái thời gian rất là ngắn thôi các anh chị. Bản thân Liên dường như cảm thấy mình phục hồi lại cái sức sống của mình như ở cái lứa tuổi 20. Anh Luân, ông xã Liên, các bạn nhìn thấy ở trong màn hình hôm nay Liên không make up Liên không muốn cho mọi người xem mặt, nhưng mà tóc của anh thì hồi các bạn có nhớ cách đây mấy tháng không nhỉ? Gần như là nó bạc trắng bạc trắng hết luôn, gần như là bạc rất là nhiều luôn, có thể nói là tới 80% là tóc bạc mà 20% là tóc đen thôi. Thế nhưng bây giờ nó thay vào những cái sợi bạc, thì cái sợi đen có lẽ là bây giờ Liên nghĩ chắc được khoảng 40% là tóc đen và tới 60% vẫn còn bạc sau 6 tháng sử dụng như vậy. Và buổi sáng ngày hôm nay thì nhìn ba chồng á, có lẽ là Liên sẽ chụp hình lại cho các anh chị, và anh Luân anh cũng phát hiện ra là ba chồng của Liên bây giờ là tóc ống mọc mà đen nó ra rất là nhiều luôn, và dường như là nó đã dày hơn rất là nhiều. Thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời, cũng như là về cái mặt sức khỏe trong gia đình phải nói là vô cùng tuyệt vời. Từ những cái đứa con của mình nó hết bị bệnh viêm xoang, bản thân của Liên thì hết bị bệnh đau nhức, và tóc thì mọc ra rất là dày, rất là nhiều như cái thời mà mình còn con gái. Trong khi đó mình đi vào cái tuổi gọi là bắt đầu tuổi bà già rồi đó, là bắt đầu là tóc nó đã rụng. Và mỗi một lần đi chùa nhìn thấy mấy cô mấy bác ở trong chùa, cái tóc mà nó lơ thơ nó hói, Liên sợ lắm rất là sợ cái tóc của mình một ngày nào đó nó rụng, mà nó đang ở trong cái thời kỳ nó rụng rất là nhiều, thì bây giờ nó đã mọc dày đen, và đặc biệt là những cái sợi bạc của mình á, nó đã được cải thiện đi nhiều lắm rồi. Thế thì đấy là rồi là đau nhức, rồi là mệt mỏi trong người vân vân, rồi là ngủ mất ngủ hay là khó ngủ, thì không còn những cái hiện tượng như vậy nữa. Và cả gia đình của mình, dường như là tất cả mọi gia đình của mình đều có được một cái sức khỏe cải thiện rất là nhiều. Và gần đây nhất thì Liên gửi về Việt Nam khoảng gần 100 gói X39, gần 100 gói, và các anh các chị rồi mẹ của Liên ở gia đình của Liên ở Việt Nam tất tần tật mọi người đều dán X39 bây giờ. Bởi vì là mọi người mình cũng đều, anh có thể mute lại cho em có cái like của ai đó mở, các anh chị đừng mở like dùm Liên nhé. Thì á, mọi người trong gia đình của mình á, từ Việt Nam cho tới Mỹ thì đều có được những cái, sorry để mình unmute cái like của Liên. Không biết làm sao em không unmute được cái like của em ha, hoặc là cái like của ai nhé, anh unmute thôi nhé. Thế thì mình trong cái gia đình của mình á, đều có được cái sức khỏe tốt như vậy, nhưng mà nhờ có một cái business mà mình có thể mình kinh doanh tại gia. Tất cả những cái chi phí lúc ban đầu là mình mua một cái gói sản phẩm và mình trải nghiệm cho gia đình của mình, và sau đó là mình cảm thấy nó thật sự nó tốt và nghiên cứu thấy cái tính khoa học của nó rất là make sense, cho nên là mình đã chia sẻ. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi, và mình không có những cái chi phí như là mình phải có lẽ bây giờ có các bạn có những cái tiệm nọ tiệm kia. Liên nghĩ rằng là mọi người đang cảm thấy rất là lo lắng rằng là chính phủ thì họ cũng có thể tách khe cho mình được một vài tháng thôi, họ có thể giúp cho mình trong cái lúc ngặt nghèo, chứ họ không thể giúp cho mình được mãi mãi. Vậy thì Liên nghĩ rằng là nếu như chúng ta hãy chủ động ha, chúng ta hãy chủ động đi một bước, và chúng ta hãy nghĩ tới rằng là nếu như chúng ta có một cái dòng sản phẩm thứ nhất là rất là hiệu quả, thứ hai rất là khoa học, thứ ba hoàn toàn là an toàn, không có bất kể một cái phản ứng phụ nào, thứ tư là cái giá cả của nó rất là phải chăng. Dường như tất cả chúng ta sống ở Việt ở Mỹ, Canada, thậm chí là các anh chị ở bên Việt Nam đều bây giờ đang sử dụng rất là nhiều, chúng ta dường như đều có cái khả năng tài chính để chúng ta sử dụng được cái sản phẩm này. Và cái điều thứ năm nữa đó là nó sẽ là một cái phương tiện để cho các anh chị
bắt đầu một cái công cuộc mình kinh doanh. Nếu như chúng ta có một cái ước mơ nho nhỏ thì chúng ta có thể thêm vào 1.000, 2.000 đô la một tháng. Liên thấy là hoàn toàn ở trong tầm tay. Không biết ở trong này có em Vinh Lê không nhỉ? Em cũng là một cái người mà đi làm thợ làm nail thưa các anh chị, trong vòng 3 tháng kinh doanh vừa qua, và em mới rút ra được 9.000 đô la tiền hoa hồng. Và rất là cảm động là buổi sáng ngủ dậy thì nhắn tin cho Liên và nói rằng là chị ơi, trong cái lúc mà khó khăn như thế này, mọi công việc thì phải đóng cửa hết, và không còn công ăn việc làm gì nữa, thì em lại có một cái khoản tiền công ty đã chuyển ngay trong tài khoản của em sáng ngày hôm nay. Em rất là mừng và em muốn cảm ơn tới chị, vân vân. Thì những cái điều đó Liên thấy là hoàn toàn trong tầm tay. Hoặc như ở trong này chúng ta thấy có chị Gen này, rồi chúng ta thấy có rất là nhiều các anh chị, hoặc là anh Phúc Tấm ở Florida mới tham gia được 1 tuần và anh đã có cũng khoảng gần 2.000 đô la trong tài khoản của anh rồi đó. Thế thì Liên nghĩ rằng là việc này nó thật sự nó khả thi cho tất cả chúng ta, với những người, từ những cái người muốn có một cái ước mơ nho nhỏ, muốn kiếm thêm một chút thu nhập, hoặc là có một số người mình chỉ muốn chia sẻ những cái điều kỳ diệu của sản phẩm, hoặc là nếu như chúng ta có một cái ước mơ xa hơn nữa. Tại vì đối với Liên và anh Luân thì cái ước mơ của tụi Liên là 2 chữ tự do. Chữ tự do là mình có tự do về thời gian và tự do về tài chính, và Liên cảm nhận rằng là với cái kinh doanh về network marketing, nếu như chúng ta chọn đúng sản phẩm, chọn đúng công ty, chọn đúng mô hình kinh doanh, trả thưởng cho chúng ta nó công bằng, và chúng ta cái business nó không quá khó, có nhu cầu lớn cho tất cả mọi người, và sản phẩm X39 nó thực sự đó là một cái phương tiện, phải nói phương tiện này như Liên đã nói đó là một điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Thế thì bây giờ chúng ta, Liên sẽ giới thiệu anh Luân. Anh Luân là anh xã Liên, anh là người mà đã nghiên cứu rất là sâu sắc về sản phẩm X39 là sản phẩm gì, và sau đó anh có thể sơ lược một chút xíu thôi về những cái sản phẩm khác, nhưng mà tiêu biểu nhất là dòng sản phẩm X39 nó đã giúp như thế nào cho sức khỏe của mình trên phương diện khoa học. Thì bây giờ anh sẽ giúp Liên chia sẻ ha. Ok anh. Ok, cảm ơn Liên rất là nhiều. Xin chào tất cả các anh chị ở trong cái buổi Zoom meeting của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về thứ nhất là một chút ít về business, và thứ nhì nữa rằng là chúng ta sẽ nói về một vài sản phẩm nó có lợi cho cái thời điểm bây giờ. Và sau đó thì có lẽ rằng là Liên sẽ tiếp tục, sẽ chắc là anh chị sẽ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm thì chúng tôi sẽ lược qua thôi, chứ ngày hôm nay là không phải là nói chính về cái sản phẩm này, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ lược qua về những cái sản phẩm nào là trọng yếu trong cái thời gian bây giờ. Thì nói về tất cả các cái miếng dán của cái X39 này, thì khi chúng ta học về tất cả những cái loại dán này, hoặc là chúng ta đang ở trong công ty này, thì không có cái gì gọi là chúng ta claim là chúng ta nói rằng là cái miếng dán này, hoặc rằng là tất cả những cái sản phẩm này có thể chữa được hết bệnh này bệnh kia. Thì cái đó là cái FDA cấm, và kể cả công ty cũng cấm chúng ta nói về vấn đề này. Có nghĩa là tất cả những cái miếng này và cái sự học hỏi này sẽ hỗ trợ về cho cái sức khỏe của chúng ta thôi. Thành ra xin các anh chị hiểu cho chúng tôi nói trước như vậy, nhưng mà khi mình nói ra qua tất cả những cái bài này thì cũng có sơ sót một vài cái chữ, có thể là nói rằng là nó sửa được cái bệnh này hoặc là nó chữa được cái bệnh kia, nhưng mà thiệt sự là nó hỗ trợ cho cái cơ thể của mình, và cơ thể của mình nó sẽ khỏe mạnh hơn và tự động nó sẽ vượt qua tất cả những cái bệnh tình của mình nó đang có. Thì đó là những cái phần mà chúng tôi muốn đính chính là một lần nữa trước khi chúng tôi bước vào để mà chia sẻ với tất cả các anh chị về cái miếng X39. Thì nói tóm lại là tất cả những cái miếng dán này á, nó cũng cùng là một cái loại, gọi rằng là dùng những cái ánh sáng để mà pháp liệu được, có nghĩa rằng là cái ánh sáng nó phóng ra để nó trị liệu được một số, hoặc là nâng tất cả những cái chất hóa học trong cái cơ thể của mình, để mà nó giúp cho cơ thể của mình sửa chữa lại, kích hoạt lại và tạo ra tất cả những cái gì mà của cái gọi là cái dòng điện nó sẽ phóng ra. Thì cái khi mà
tất cả những cái loại dáng ra đều nó có một cái băng tần khác nhau, dài, ngắn, cao, thấp, thì từ đó nó sẽ giúp cho cái cơ thể của mình, những cái chất hóa học trong người của mình nó thay đổi tùy theo cái sự gọi là reflect, là cái sự phản chiếu lại cái ánh sáng từ trong cơ thể của mình. Thì cái sản phẩm độc đáo nhất và sau cùng nhất và mắc tiền nhất đó là sản phẩm Exterdyne, và công ty cũng được nổi tiếng thì và được thịnh hành và được nhiều người đáp ứng cũng nhờ sau khi ra cái sản phẩm Exterdyne này. Thật ra công ty đã có trên 15 năm rồi nhưng mà thật ra không có được nữa là mạnh mẽ cho lắm sau khi mà nó ra được cái sản phẩm Exterdyne. Thì Exterdyne là một miếng dán nó gồm tất cả những cái chất, là trong đó là gồm có một cái chất kêu bằng là amino acid và nước, water, thứ nhì là oxygen và thứ ba là một cái chất đường, và tất cả những bốn thứ này đều là những cái chất hữu cơ. Hữu cơ là có nghĩa là lấy từ cây ra và nó dùng cái nanotechnology để đánh nhuyễn lại, và cuối cùng cái chất của nó rất là nhỏ và nó tạo ra trở thành một cái tinh thể mà thủy tinh, nó rất là trong và nó có một cái ánh sáng có thể nó phản chiếu lại từ những cái gì mà nó chiếu vào, thì nó giống như một miếng kiến. Thì cái đó nó được cái sản phẩm nó được bọc vào trong một cái miếng plastic. Phía trước nó cũng là miếng plastic và phía sau nó cũng miếng plastic, thành ra nó không có cái gì, cái chất đó nó không có đụng vào trong cơ thể của mình, và cũng chất hữu cơ nếu nó có đụng vào cơ thể của mình thì nó cũng không có cái gì phải rằng là bị cái chất hóa học nó sẽ xảy ra, nó sẽ phản ứng với cái cơ thể của mình hết. Nhưng mà cái này nó được bọc hoàn toàn và nó được seal một cách rất là trọn vẹn và rất là kỹ, rất là tốt. Thành ra bởi vậy mà cái khi mình dán vào trong cơ thể của mình đó, thì trong cơ thể của mình nó có một cái ánh sáng kêu bằng là infrared light, nó là giống như một cái energy, là một cái sức ấm, thì cái này nó sẽ phản chiếu cái ánh sáng nó ngược lại. Tôi hỏi cái ánh sáng đó từ đâu ra, tại sao tôi không thấy, thì cái ánh sáng đó các anh chị sẽ thấy rằng khi các anh chị dòm nhìn thì không thấy, nhưng mà có thể là chúng ta rờ vào thì chúng ta thấy cơ thể của chúng ta ấm, hoặc rằng là trong những cái lúc mà chúng ta ở trong rừng sâu tối đen như vậy á, thì người ta có thể rằng là nhìn thấy mình bằng qua cái ống dòm gọi là hồng ngoại tuyến đó. Thì trong phim quý vị cũng đã thấy cái ống dòm hồng ngoại tuyến đó, người ta có thể dòm và người ta có thể bắn xẻ người khác, có nghĩa rằng là dùng cái súng để dùng cái hồng ngoại tuyến đó để thấy được cái lính hoặc là cái địch của phe ta, để dùng cái đó để có thể bắn trúng. Thì đó là cái infrared light của cơ thể của mình. Thì tất cả những cái động vật hoặc là tất cả những cái con vật ở trên thế gian đều nó có một cái energy đó. Thì mỗi cái nó có một cái energy khác nhau, nhưng mà mình là một cái loại là infrared light. Thì cái infrared light đó nó từ cái cơ thể mình nó phát ra, và cái miếng dán này khi chúng ta dán vào ở sau cái gáy, ở sau cổ đó, thì khi nó phát ra như vậy á, thì cái miếng dán đó nó là một cái miếng kiến và nó phản chiếu lại cái ánh sáng đó, và nó khi nó phản chiếu lại cái ánh sáng đó thì cái ánh sáng nó lan tỏa trên làn da của mình và nó đi thẳng vào ở trong cái nervous system, là cái hệ thống thần kinh ngay sau cổ, và nó lan tỏa toàn cơ thể. Thì khi nó làm như vậy thì nó sẽ nâng cái hệ thống là peptide và peptide đồng, cái loại peptide đồng nó nâng lên, và cái peptide đồng đó nó là một cái device, nó cũng là một cái chất protein, là một cái chất đạm có thể là nó kích thích được cái tế bào gốc, và nó điều chỉnh lại tất cả những tế bào gốc, và nó sẽ sản sinh ra tế bào gốc thêm nếu mà những tế bào gốc nó chết. Thì đó là những cái yếu tố như vậy mà các anh chị đã có biết là tế bào gốc là một cái tế bào nó sửa chữa toàn cái cơ thể của mình, những chỗ nào hư khi mình còn trẻ, mình bệnh chỗ nào, mình hư chỗ nào, mình té, mình chảy, mình rách tay, rách chân, tất cả những cái đó nó có điều nó có thể nó sửa chữa một cách rất là nhanh chóng trong vòng một vài ngày. Thí dụ các anh chị té chảy chân, chảy tay hoặc rách tay, rách chân, thì trong vòng một vài ngày thôi là cái chỗ đó nó lành hẳn, và nhiều lúc nó lành nó không còn để vết thẹo.
đó là bởi vì cái tế bào gốc nó được kích thích và nó đem lại cái chỗ đó và nó sửa chữa lại từ làn da cho tới thớ thịt, tất cả những chỗ nó đều sửa chữa hết. Nhưng mà khi chúng ta già thì cái peptide của chúng ta nó bị hạ xuống, và cái peptide đó là một cái device. Cái device đó là cái gì? Là một cái thiết bị để nó liên lạc từ những cái chỗ mà bị hư thối đó, hoặc là nó không tốt đó, nó liên lạc với hệ thống thần kinh là chỗ này hư, chỗ này cần phải có những cái phải cần sửa chữa. Thì lúc đó thì trên cái hệ thần kinh bắt đầu nó mới gửi cái message xuống, là một cái tín hiệu xuống là cái tế bào gốc phải tới đó để mà cần phải sửa chữa và chỉnh đốn nó lại. Nhưng mà tế bào gốc cái gọi là cái device đó, cái tín hiệu đó, khi mình già rồi nó không hoạt động một cách tốt đẹp, thành ra bởi vậy mà cái tế bào gốc đó nó không nhận được tín hiệu, hoặc nó nhận được tín hiệu sai, hoặc những tín hiệu mà nó nhận tín hiệu rất là yếu, rồi nó không đủ sức. Và ngoài ra được cái tế bào gốc nó cũng già đi nữa, nó có nhiều cái yếu tố khác nhau, thành ra nó không có tới đó, nó tới đó hoặc nó không tới đó một cách rất là đầy đủ để nó sẽ chữa cho cái vết thương mình lành một cách hoàn chỉnh. Cũng giống như gan của mình uống rượu rất là nhiều, mình say sưa, mình bỏ nhiều cái độc tố trong người của mình, thì khi nó sưng, nó hư, nhưng mà nó cũng không có thể nào nó báo cáo lên được, hoặc rằng là trên này nói xuống mà dưới nó vẫn không có nghe, để mà có thể rằng là nó tới điều chỉnh, là hoặc là nó tạo ra những cái tế bào mới, hoặc giúp cái tế bào gan của mình nó hoàn thiện hơn, tốt hơn, thì nó không làm được tất cả những cái yếu tố đó. Thành ra bởi vì cái gan của mình nó càng ngày nó càng hư ra, mình càng ngày càng già thì cái cơ thể mình nó càng lão hóa, và nó sẽ bị có thể nó biến ra ung thư, hoặc rằng nó tàn hủy và theo thời gian có thể chết sớm. Đó là cái khoa học nó giải thích như vậy. Và nhờ cái khi mà chúng ta dán cái miếng này vào thì nó sẽ kích thích toàn bộ cơ thể của mình, nó làm cho cái hệ thống peptide được tăng lên, và cái hệ thống những cái tín hiệu đó nó nhạy cảm hơn, nó có thể nó ra tất cả những cái tín hiệu rất là tốt, nó đưa ra những cái tín hiệu là cái chỗ đó hư, tất cả những cái gì mà trong cơ thể mình nó hư hại chỗ nào đều nó phát tín hiệu lên cả cái hệ thống thần kinh trung ương, và trung ương nó sẽ lan tỏa ra và nó kích thích tất cả những cái tế bào đang mạnh khỏe đó sống mạnh khỏe hơn, và nó kích thích tất cả các tế bào đó tới để giúp đỡ cho tất cả những cái bộ phận, cái cơ quan nào đang bị hư để nó sửa chữa một cách tốt đẹp và lành lặn hơn. Thì đó là qua cái sự là liên hệ giữa cái miếng gọi là extradinai và cái cơ thể của mình. Thì quý vị sẽ dùng sau một thời gian thì sẽ thấy rằng là từ da cho tới tóc, cho tới trí nhớ, cho tới sức khỏe của mình, tất cả đều nó đi tận cùng vào, kể cả cái mitochondria là những cái nhà máy phát điện ở trong cơ thể của mình. Từ độ gốc tế bào nó cũng hoạt động mạnh hơn, nó làm cho mình có nhiều sức hơn và cơ thể mình dẻo dai hơn. Và từ tóc cho tới là phía bên ngoài mình sẽ thấy mình trẻ trung hơn nhiều, mà kể cả bên trong của mình cũng thấy trẻ trung hơn nữa. Và từ đó nó sẽ làm mình cảm thấy mình vui vẻ hơn, là bởi vì cái cơ thể của mình lúc nào nó cũng bị inflamed. Inflame là sao? Là nó bị sưng, nó ăn những cái độc tố vào thì khi mà nó chịu không được thì nó bị sưng như vậy á, thì nó inflame. Nhưng mà cái inflame của nó khi còn trẻ nó rất là tốt, có nghĩa là inflame là nó bị sưng, nó bị viêm sưng đó. Thì cái viêm sưng đó nó báo cáo lên cái hệ thống trung ương á, là cái chỗ đó cần phải có những cái tế bào để tới chữa trị rất là tốt. Nhưng mà khi về già mình bị inflame, mà inflame hoài mà nó vẫn không chữa trị được, là bởi vì từ cái peptide cho tới là tế bào gốc của mình nó yếu, tất cả những cái phần nó đều lão hóa hết, thành ra cái cơ thể mình nó bị inflame hoài và nó không có bao giờ ngừng nghỉ để nó bị viêm sưng. Thành ra cái cơ thể của mình nó từ đó nó sẽ làm cho cơ thể mình rất là bực dọc cả cơ thể, mà kể cả đầu não của mình cũng bực dọc, bởi vì lúc nào mình cũng cảm thấy đau, không đau ít thì cũng đau nhiều, và nó làm cơ thể mình lúc nào cũng đau. Thành ra cơ thể của mình, cái đầu óc của mình lúc nào cũng bực dọc, và cái người của mình nó càng nóng tánh. Thành ra bởi vậy cái khi mà mình đã dán cái này vào rồi thì từ cả cái cơ thể của mình nó cũng sẽ bớt inflame, là bởi vì khi inflame thì cái hệ thống thần kinh, cái tín hiệu nó dẫn dắt và nó đưa tới cái sự việc tế bào đưa tới để mà chữa trị cho nó một cách
toàn vẹn hơn, tốt đẹp hơn, thì khi mà nó hết những cái độc tố đó thì nó làm cho cái chỗ đó nó không còn sưng nữa, thì cơ thể nó nhẹ nhàng hơn. Khi nhẹ nhàng hơn thì cả đầu óc của mình nó cũng sẽ thoải mái hơn, mình sẽ không còn là gay gắt với trong gia đình của mình, với những người xung quanh của mình. Mình sống một cái đời sống của mình thấy tươi mát, vui vẻ hơn rất nhiều. Đó là cái mà chúng tôi nói sơ về cái X39. Và cái X39 này á, là gần như nó hoàn chỉnh toàn bộ trong cả 10 miếng dán mà của công ty đang sản xuất. Thì nó kể cả tất cả những cái miếng dán về cái vấn đề mà chống oxy hóa ở trong cái X39 nó cũng có, về cả cái vấn đề về miễn nhiễm nó cũng có, về cả làm đẹp nó cũng có, về kể cả cái vấn đề làm cho thần kinh được thư giãn nó cũng có. Tất cả những cái phần nào của trong 9 miếng dán kia thì cái X39 nó đều bao trùm hết. Nhưng mà nếu mà đợi nó thì nó sẽ có một thời gian. Khi mà chúng ta ép cái dán mexidine này thì thời gian nó sẽ làm cho chúng ta có đầy đủ hết tất cả như là những miếng dán khác. Còn trong đồng thời mà nếu mà chúng ta cấp bách thì chúng ta vẫn dán những cái extradinai, và đồng thời chúng ta cũng nên dán những cái miếng khác trong cái hiện tại bây giờ. Chúng tôi nói cái hiện tại thời hạn bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có những cái dịch rất là nặng và chúng ta không có cách nào mà chúng ta không biết làm thế nào để cho chúng ta phòng ngừa. Ăn uống thì chúng ta cũng nghe người ta nói ăn cái này ăn cái kia, mà ăn nhiều quá cũng không biết ăn sao cho vừa đủ. Thì trong này nó có một cái miếng dán nữa, thì chúng tôi cũng gọi rằng là giới thiệu đến tất cả các anh chị một cái miếng dán tên là glutathione. Thì glutathione này á, là một cái miếng dán, nó có một cái sự kích thích rất là mạnh mẽ về cái hệ thống miễn dịch, về bảo vệ cái cơ thể của mình một cách rất là tuyệt vời. Và glutathione này là một cái chất chống oxy hóa mà với những cái nhà khoa học bây giờ nó cho cái đó là một bậc thầy, là một mẹ đẻ của tất cả những cái chất oxy hóa bây giờ. Thì thứ nhất thì cái chất oxy hóa này nó vào để nó chống hết tất cả, nó giải độc hết tất cả những cái gì mà độc tố ở trong cơ thể của mình. Nó thể tìm thấy được gần như là trong mọi tế bào của con người, và các chuyên gia của y tế nói rằng cái tuổi thọ tương đương trực tiếp với cái lượng glutathione trong cơ thể của mình. Có nghĩa rằng là cái glutathione này của chúng ta càng nhiều thì cái tuổi thọ của chúng ta kéo càng dài, là bởi vì trong đó nó đào thải cơ thể của mình và nó chống oxy hóa. Thì tất cả những cái tế bào của mình khi nó chống được oxy hóa đó thì nó không bị hư hại và nó không bị biến chứng và nó không bị sưng. Thành ra bởi vậy cái cơ thể của ta lúc nào nó cũng sạch sẽ, nó giải độc được và nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta lúc nào cũng lành mạnh. Thành ra bởi vậy mà chúng ta sống rất là trường thọ với cái bản năng của bảo vệ và giải độc này. Và nó cũng rất là quan trọng để hỗ trợ cái vấn đề cái hệ thống miễn dịch nữa. Thành ra bởi vậy mà cơ thể của chúng ta nó gần như là nó hoàn chỉnh. Trên thực tế đó thì hàng ngàn nghiên cứu lâm sàng đã thực hiện về cái chất cái chất glutathione này, là một cái chất chống oxy hóa này rất là mạnh mẽ này. Và hàng ngàn cái nghiên cứu lâm sàng thì chúng ta có thể lần vào Google để chúng ta tìm thấy được. Thì là một cái phòng thủ chính để chống lại những cái độc tố từ bên ngoài vào trong cơ thể của mình, và cũng từ bên trong luôn. Bên trong chúng ta cũng có những cái độc tố, có nghĩa là lối lúc chúng ta bị những cái stress, những cái mà làm cho chúng ta buồn, giận, tất cả những cái đó nó làm cho cơ thể của chúng ta stress, thì glutathione này nó cũng đào thải tất cả những độc tố ra ngoài, nó không làm cho cái cơ thể của chúng ta bị hư hại. Thành ra bởi vậy mà khi chúng ta buồn thảm quá, nó có nhiều người chết sớm cũng bởi vì buồn quá hoặc đau khổ quá, thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta chống lại được tất cả những cái độc tố từ trong cơ thể của mình. Đó, thì cái miếng dán này á, không có một cái sản phẩm nào tốt hơn mà tăng cường cái hệ thống miễn dịch bằng cái glutathione này. Thành ra bởi vậy á, chúng tôi khuyên quý vị rằng là nên dán glutathione này
trong cái thời buổi bây giờ. Có nhiều người mua những cái sản phẩm để uống vào nhưng mà nó vẫn không tốt bằng cái glutathione này, là bởi vì cái này là một cái chứng nghiệm lâm sàng, nó nâng cái glutathione này lên gấp bao nhiêu lần của cái cơ thể của mình. Thành ra bởi vậy khi chúng ta dùng cái miếng này thì chúng ta có cái hệ thống miễn dịch rất là mạnh. Thì trong cái thời buổi bây giờ chúng ta cần cái nâng cao cái hệ thống miễn dịch của mình. Đó là một cái mà bây giờ chúng tôi nghĩ rằng là các anh chị nên dán thêm cái glutathione này. Và cái miếng dán mà chúng tôi nói kế tiếp á, là cái miếng dán canosin. Cái canosin này á, thì nó là trên lâm sàng cho thấy á, là nó sẽ tăng cái sức chịu đựng của mình lên tới 125%. Có nghĩa rằng là cái sự chịu đựng của mình á, nó rất là dẻo dai. Ví dụ như mình có mắc bệnh á, hoặc rằng là mình bị những cái gì đó mà mình chịu không được á, thì cái này nó sẽ tăng mình tới lên 125%. Có nghĩa rằng là nó gần như rằng là gấp 100 lần, hơn 100 lần. Thì ra bởi vậy mà cái sự chịu đựng của mình nó rất là mạnh mẽ. Nó không, thí dụ mình đau nhưng mình vẫn chịu đựng được. Và cái sự dẻo dai của mình, thí dụ người ta trong vòng 1 tiếng đồng hồ mình có thể mình kéo dài được 2 tiếng hoặc 3 tiếng đồng hồ, mình có thể mình chịu đựng được cái đó. Hoặc rằng là mình chơi thể thao thì cái sự dẻo dai của mình nó sẽ tăng cao, nó tăng mạnh hơn. Mình sẽ chơi rất là mạnh mẽ và mình thấy nhiều sức hơn nhiều. Và ngoài ra rồi á, thì nó cũng cải thiện cái chất điện sinh học ở trong cơ thể của mình. Có nghĩa rằng cái cải thiện điện sinh học này là sao? Là nó sẽ chống một số các cái chất gọi rằng là điện âm, gọi rằng là MFE là many gọi là cái gì? Nó kêu bằng rằng là cái điện từ từ tất cả những cái phone, từ cái 5G. Sau này các anh chị sẽ học về cái 5G này rất là nhiều, là bởi những cái điện từ đó, những cái điện đó, nó cái âm điện đó đó, gọi là không phải là cái âm điện mà từ những cái từ trường đó đó, những cái điện đó khi mà nó được phát ra thì nó lại mang rất là nhiều cái điện dương. Mà cái điện dương á, cái cơ thể của mình á, có cái cơ thể của mình trong tất cả các tế bào á, nó muốn giữ vững á, thì nó phải mang hai cái dòng điện âm để nó giữ cho cái tế bào đó nó trẻ trung và lúc nào nó cũng không có bị lão hóa. Thì cái này á, khi chúng ta ăn những cái độc tố vào á, thì nó cũng mang tất cả những cái điện dương rất là nhiều vào để nó tước đi cái điện âm của mình, hoặc rằng là tất cả những cái độc tố mình ăn vào thì nó cũng tước đi cái điện điện âm của mình. Thành ra bởi vậy nó làm cho cái tế bào đó nó bị mất cân bằng, và từ đó nó sẽ sinh ra ung thư, hoặc rằng nó biến thể, hoặc rằng nó chết. Thì cái điện từ này á, ở từ microwave, từ cả cái máy sấy tóc, từ tất cả những cái phone, hoặc là mình build cái nhà của mình, hoặc là người ta build cái nhà của mình ở dưới một cái dòng điện cao thế rất là mạnh, những cái chỗ đó là mình không có nên ở, là bởi vì nó sẽ phát ra cái từ trường đó nó quá mạnh đi, nó sẽ làm cho cái điện ở trong người mình nó bị cướp lấy mất cái điện âm của mình đi, thì làm cho cơ thể của mình nó già nhanh và nó bị lão hóa nhanh và có thể nó gây ra ung thư. Thành ra chúng ta tránh nhất rằng là sau này cái 5G là sắp sửa nó sẽ ra. Các anh chị nếu mà dùng được 4G mà cảm thấy nó đủ nhanh và đủ tốt và đủ để dùng rồi á, thì nên giữ cái 4G hơn là nên mua cái 5G, là bởi vì cái 5G đó nó nhanh gấp gầm như là 100 lần của cái 4G của mình đang có. Thành ra bởi vậy khi chúng ta dùng nó quá nhanh như vậy thì cái điện của nó phát ra cũng rất nhanh và nó cướp mất hết tất cả những cái điện âm ở trong người của mình, và nó làm cho cái cơ thể của mình nó già nhanh và nó sẽ lão hóa rất là nhanh, và từ đó nó sẽ sanh ra nhiều các cái bệnh khác nhau. Thì cái này á, nó cải thiện cái chất điện sinh học trong cơ quan của mình, nó làm cho cái cơ điện của mình nó lúc nào nó cũng sẽ carry nhiều cái gọi là nó mang nhiều cái chất điện âm để nó giữ vững cái tế bào của mình nó không bị lão hóa. Thành ra bởi vậy mà
các tất cả những cái người mà vận động viên đó, cái khi mà người ta vận động quá nhiều đó, người ta hít thở một số các cái oxy ở trong cái người của người ta đó, thì nó cũng sẽ mang cái dòng điện dương vào, và cái dòng điện dương đó nó cũng sẽ làm cho người ta lão hóa cũng rất là nhanh. Thành ra bởi vậy á, người ta trong lúc người ta nói tập thể dục vừa phải thì tốt, mà tập thể dục quá sức thì nó cũng sẽ hại tới cơ thể của mình. Thì cái gì mà nó đi tới một cái gì mà extreme, một cái gì mà quá cực đó, quá nghĩa là quá tới một cái điểm mà quá cao đó, thì nó cũng sẽ mang cái những cái tác dụng phụ lại. Thành ra bởi vậy cái những cái người mà nhiều người động viên này á, khi mà người ta có dán cái canosin này á, thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể người ta quân bình lại, và cái sự hít thở của người ta, oxygen đó, nó không làm giết được cái tế bào của người ta. Và khi mà nó không giết được những cái tế bào đó, thì trong những cái tế bào đó nó có mang những cái gọi là những cái nhà máy phát điện ở trong đó, mà cái máy phát điện đó mà lúc nào nó cũng mạnh mẽ và nó phát ra nhiều cái điện để cho cái cơ thể mà nó hoạt động một cách rất là cái năng lượng của mình á, nó phát điện là có nghĩa là phát ra năng lượng của mình á, thì nó phát ra năng lượng của mình á thì mình mới dẻo dai và mình chơi một cách rất là hoàn chỉnh, và mình dẻo dai hơn, mình sẽ chơi được nhiều thời gian hơn, và mình không bao giờ mình thấy mệt. Thành ra bởi vậy mà cái canosin này nó có cái chức phận đó, nó có thể nó làm được, nó sẽ tăng cái sức chịu đựng của lên 125%, và nó giữ cho cái chất điện sinh học ở trong cơ thể của mình được bồi đắp thêm, và nó không bao giờ bị mất điện. Thành ra bởi vì cái cơ thể của mình rất là tốt. Thành ra sau này có những cái nước mà người ta uống để mà nó giữ cái chất điện ở trong người đó, thì đó là những cái mà những cái người mà người ta chế ra, sau này cái tuổi sport nó hay chế ra những cái chất đó, những cái chất mà để uống vào để cho nó giữ cho cái điện trong người mình nó không bị mất. Thì cái này khi mình dán vào thì nó sẽ giúp cho cái điện của mình, trong cơ thể của mình nó cân bằng và nó không bị mất điện, thành ra không bị mất cái điện âm. Thành ra cái cơ thể mình lúc nào nó cũng mạnh khỏe và nó có tăng lên cái sức chịu đựng lên tới 125%. Thì nói cho cùng rằng là cái miếng dán này là cải thiện sức mạnh và cái tính linh hoạt và cái sự bền bỉ, và một cái nền tảng cho một cái lối sống mạnh mẽ và năng động. Thành ra bởi vậy mà chúng ta nên cộng thêm cái miếng dán Conosin này vào để cho cơ thể của chúng ta được là khỏe mạnh hơn, là bởi vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với nhiều gọi là cái từ trường, từ những cái microwave, từ cái máy sấy tóc, từ cái computer, từ cái phone. Thành ra tất cả những cái đó khi anh chị về ban đêm ngủ, các anh chị phải tránh xa nó ra nhiều chừng nào tốt chừng đó, để nó không có làm hư cái từ trường của mình, cái điện âm của mình. Thành ra bởi vậy mà mình sẽ thấy mình sẽ sống khỏe hơn và sẽ thọ hơn và sẽ ít bệnh hơn. Thì đó là qua những cái phần chúng tôi có nhiều cái bài rất là hay, nhưng mà chúng tôi muốn giới thiệu trong cái hiện trạng bây giờ thì các anh chị nên dùng thêm. Ngoài cái Extradinine nó đã quá tốt rồi, chúng ta nên phụ thêm cái Glutathione và cái Canosin này để mà giúp cho các anh chị sống khỏe và sống tốt hơn, để vượt qua trong cái thời gian này một cách tốt đẹp hơn. Chúng tôi chỉ có bấy nhiêu lời thôi. Sẽ xin cảm ơn tất cả các anh chị. Ok, cảm ơn anh. Bữa khác thì mình sẽ nói hơn nữa về những cái miếng dán khác nhé. Hôm nay là anh Luân nói về ba cái miếng dán rất là quan trọng tại cái thời điểm này, để cho mình tăng thêm cái đề kháng cũng như là cái sức lực, cái sự dẻo dai, để mình lỡ mà chả may mình hoặc là người thân trong gia đình của mình có bị nhiễm virus chẳng hạn. Ở đây Liên nói lại một lần nữa là không hề có cái ý nói là nó sẽ giúp cho mình chữa được cái bệnh coronavirus, nhưng mà tất nhiên khi mà sức khỏe của mình dẻo dai hơn, mình khỏe mạnh hơn thì cái sự đề kháng của mình nó sẽ tốt hơn. Nó chỉ là như vậy thôi anh chị ha. Rồi, tới cái phần tiếp theo đó thì Liên muốn chia sẻ một số những cái trải nghiệm của mình và gia đình của mình trước đi. Rồi sau đó là có một số anh chị nhá. Rất là nhanh chóng thì cá nhân của Liên á, là bị thoái hóa đốt sống cổ rất là lâu. Phải nói là tới mấy chục năm nay là mình sống trong cái sự đau đớn. Và các anh chị biết là một khi mà cái gì mà nó trong người mình nó không vận hành tốt mà nó đau á, thì mình cảm thấy là cuộc sống của mình nó rất là mất chất lượng. Thì do đó là
đã có một lần liên nghe về tế bào gốc nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Thậm chí có một cặp mà vợ chồng lâu lâu đi Cali và ghé nhà Liên chơi, và cái mục đích của họ đi Cali là họ chỉ tới Los Angeles để họ tiêm cái tế bào gốc, tại vì nghe nói là cái anh đó hồi xưa đó anh không có đi được, và sau khi mà anh tiêm cái tế bào gốc thì nó bớt đau đi rất là nhiều. Thế nhưng mà mỗi lần tiêm như vậy là nó cost độ khoảng $5,000 và nó last cho anh được khoảng 5 hay 6 tháng gì đó. Thế thì mình cũng rất là đau, và Liên đã qua bên châu Âu năm vừa rồi và nghe nói là tiêm tế bào gốc ở bên Đức thì là tuyệt vời nhất, và nó last cho mình được 2 năm và cái giá của mình phải trả là $20,000 và mình phải nằm viện là một tuần. Thế thì Liên đã nói với anh Luân và bàn với anh đó, và vợ chồng Liên cũng có cái ý định là đi tiêm tế bào gốc ở bên Đức. Đó, chưa kịp đi thì coronavirus, nhưng mà một cái điều rất là kỳ diệu và phải nói là thần thánh là mình đã gặp được cái miếng dán X39, và trong một cái thời gian rất ngắn, Liên chỉ sử dụng sau đúng 2 ngày đó là Liên đã thấy cái đầu gối của mình nó bớt sưng đi rất là nhiều, và thậm chí là mình đi chùa đó là Liên đã quỳ gối được, một cái điều là Liên đã không làm được trong vòng một thời gian rất lâu vì là cái đầu gối của Liên rất là sưng và đau. Mặc dù mình đã dùng rất là nhiều thứ, ví dụ như là tụi mình có cái máy nước Kangen từ năm 2004 này, có máy Beamer để đả thông huyết mạch của Đức từ 5-6 năm nay rồi này, rồi là uống các loại vitamin này nhiều lắm, và đi bác sĩ chiropractor để giúp cho cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ, và Liên bị rất là nặng. Nhưng mà cho tới bây giờ sau độ khoảng 4 tháng sử dụng rồi các anh chị, thì Liên thấy là cái bệnh này của Liên á, at least là Liên bớt tới 90%, có nghĩa là mình không còn cảm giác cứng nhức, lâu lâu nó quay trở lại một lần với các anh chị, và các anh chị nhớ là lâu lâu nó chỉnh sửa, nó có thể làm cho mình đau trở lại, thì cái sự đau trở lại của Liên độ khoảng lâu lắm nó mới lặp lại một lần, và mỗi lần như vậy thì nó không có tới nỗi nào, nghĩa là nó chỉ gọi là uncomfortable, tức là hơi khó chịu chút xíu thôi. Rồi về cái tóc thì mình mọc rất là nhiều, cảm giác như là, và cái da đầu của mình nó hay ở cái chỗ đó là hồi xưa đó Liên chỉ cần gội đầu xong thôi đó là độ khoảng vài tiếng sau thì cái đầu mình đã ngứa rồi. Mình cảm giác như là cái đầu mình có gầu, nhưng mà trên thực tế thì nó không có phải có gầu, mà cái da đầu nó rất là khô và nó ngứa rất là khó chịu luôn. Và cái tóc của Liên á, nó khô và nhìn nó sơ xác lắm, nó nhìn nó rất là chán và nhìn nó không có cái sức sống như cái mái tóc của mình. Phụ nữ thì rất là quan trọng cái mái tóc, và càng ngày Liên càng bị rụng đi, và Liên thay dầu gội đầu này, uống vitamin chống rụng tóc này, đủ thứ luôn á, rất là sợ tóc rụng. Thế nhưng mà cho tới bây giờ thì mái tóc của Liên á, thứ nhất nha, là có một lần Liên test là tới 4 ngày không gội đầu luôn để xem nó như nào, và không hề ngứa một tí nào. Và cái thứ hai nữa đó là cái mái tóc của mình á, nó cái sợi tóc nó rất là khỏe và không có bị rụng, gần như là không có bị rụng nữa đó. Và cái mái tóc của mình bây giờ nó mọc ra nhiều lắm và nó rất là dày như cái thời mà mình còn trẻ đó. Và cái làn da thì thấy nó rất là căng, nhiều sức sống, và ai cũng nói là lâu lắm rồi em không gặp chị nhưng mà thấy chị có vẻ như là trẻ hơn rất là nhiều. Thì đương nhiên là Liên có xài máy Oni mấy năm nay như mọi người biết và giúp cho da Liên rất là nhiều, nhưng mà ngoài ra đó là dán Xtrinine rồi Glutathione nó cũng giúp cho da rất là nhiều luôn ha. Rồi á, là mình thấy là trong gia đình của Liên thì khỏi nói rồi, nhiều lắm, từ mẹ của Liên rồi mẹ chồng của Liên là bớt đau bớt nhức rất là nhiều, nhất là mẹ chồng Liên sống với bà mỗi một ngày và nghe bà rên rỉ nhiều lần, bà rên rỉ và thậm chí là phải uống những cái loại thuốc mà Liên biết là rất là độc, nhưng mà nhiều khi đau quá thì đành phải uống thôi. Bây giờ nha, bà làm đứng bếp nấu ăn cả ngày luôn, không vui vẻ, không rên rỉ, không gì hết, cho nên là rất là chịu khó để dán luôn. Rồi anh Luân thì cũng rất là khỏe mạnh, ngủ ngon, rồi là cái mái tóc, đặc biệt là mái tóc của anh Luân, Liên thấy là nó dày ra thêm và cũng như là bớt đi cái sợi tóc muối tiêu rất là nhiều luôn á. Con Liên thì nó hết bị cái bệnh viêm xoang, mà cái bệnh của nó làm cho nhà mình rất là khổ. Cứ mỗi lần mà tới cái nó lên cái trận viêm xoang á, có những lúc là nó phải ngậm nước đá cả ngày luôn, nó cứ nhổ ra rồi ngậm rồi nhổ ra, nó cứ như vậy cả ngày luôn á, thì Liên rất là xót.
Nhưng mà con gái của Liên bây giờ nó hết cái bệnh viêm xoang và dán cho cả ba đứa con mỗi một ngày luôn ha. Rồi trong gia đình của Liên thì nào là chị chồng Liên cũng bớt đi cái tiểu đường bình ổn hơn, rồi là có đứa cháu bị suy dơ nó cũng bớt hơn, rồi là bố chồng thì bị bệnh Alzheimer thì ông bây giờ nhiều khi ông nhớ ra rất là nhiều điều luôn và ông rất là nặng nha các anh chị. Và cái bệnh đãng trí của ông là tới cái hồi như là tụi Liên nói là hồi kết đó, không biết một cái gì hết. Thì bây giờ là ông nhận ra con cái rồi là ông nhiều khi ông nói chuyện ông biết, nói chung là biết lý sự á. Đó, rồi nói chung là calm, nó không có crazy, nó không có kiểu như là gọi là hồi xưa á, ông nói rất là nhiều, nói lung tung, thậm chí là bực bội rất là nhiều luôn, nhưng mà bây giờ cái đầu óc của ông nó calm, nó rất là nhiều luôn. Và gia đình nhà Liên ở Việt Nam thì cũng đều có những cái hiệu quả rất là tốt về sức khỏe. Thì Liên chỉ muốn nói như vậy và nhường lời cho cái người tiếp theo. Liên muốn mở đường like cho chị Lan Anh nhá. Chị Lan Anh là chị Lan Anh ơi, chị có thể tự mở unmute cái đường like của chị được không? Hay là để em không tìm thấy cái like của chị ở đâu? À đây, chị Lan Anh là ở Canada. Em chào chị, chị khỏe không? Vâng, chị có thể giúp em một vài phút chia sẻ cái trải nghiệm của chị cũng như là gia đình và bạn bè. Thế này ạ, chào tất cả các anh chị em đang ngồi tham gia cái Zoom meeting này. Thì mình đến với X39 rất chi là cái lúc mà mình cần đến thì tự nhiên là bạn ấy đậu xuống từ từ anh Luân và Liên. Thế thì nó mình nói nhanh qua cái trải nghiệm để dành cho những trải nghiệm của các anh chị khác. Tức là mình đến Canada thì được khoảng gần 3 tháng, đúng rồi, mới hơn 2 tháng thôi. Thế thì chuẩn bị từ Việt Nam đi thì mình cũng rất là lo ngại, bởi vì qua bên đây khí hậu khác hẳn, rồi đi đúng một cái mùa mà nó băng giá như thế này thì cũng lo lắng lắm, nhưng mà cũng là thôi. Thế thì ngày trước đến giờ mình cũng có dùng thực phẩm chức năng nhiều rồi, cho nên là mình kêu là mình cũng rất là yên tâm, với lại nói chung là con người nó cũng tích cực đấy. Cái gì cứ bảo thôi kệ, cứ bao nhiêu thì cứ xông pha qua. Thế nhưng mà thật sự là khi mà có cái X39 thì mọi sự đúng là mình, khi mà mình nghe thì mình cũng có một cảm giác, bởi vì mình có một cái, tức là mình rất tin về cái mình đã trải nghiệm qua những cái mà huyệt đạo á. Thế thì mình nghĩ là cái miếng rắn này nó cũng giống như một cái loại sóng ấy, mà nó đi sâu vào trong cái huyệt đạo của mình. Thế thì như vậy nó còn tốt hơn là những cái, có nghĩa là cái độ mà tác động vào huyệt đạo của mình đó, nó sẽ là sâu hơn với những cái phương pháp mà cổ truyền hay là trước đến nay vẫn sử dụng. Thế thì cái miếng rán thì rõ ràng là nó có mấy cái tác dụng sau đây. Tức là thứ nhất là cái tóc của mình nhá, cái tóc của mình thì mình cũng là trên 50 rồi, năm mấy rồi đấy, thì tóc là bắt đầu bạc, mà mình trước đây thì mình nhuộm, nhưng mà thời gian vừa rồi mình thả, từ hồi mình đi qua đây mình không nhuộm lại một lần nào hết, mình không nhuộm đấy. Thì bây giờ cái sợi tóc á là nó mờ đi ấy. Nó mờ đi và nó ít rụng hơn, mình rất là mừng. Lúc nãy có nghe Liên nói rằng là anh Luân tóc dày lên và ít bạc đi, mình mà chắc chắn đúng là như vậy luôn đấy. Nhìn mình và ngay cái tóc ông xã cũng thế thôi, mình ngưng, mình không nhuộm nữa, và mình theo dõi thì mình thấy đúng là tóc bạc mờ đi. Cái thứ hai là cái về phía mình là mình cũng có cái bệnh gọi là thoái hóa cột sống đấy. Tức là đã thoát qua một lần mổ, tức là bác sĩ nói mổ mình không mổ, và ngay cái chỗ cái đốt đốt số, bây giờ mình quên cái tên của nó rồi, ngay cái chỗ mà mình dán cái miếng X39 đấy, thì bao giờ trước đây á mình ấn vào đấy á, là nó bao giờ nó cũng thốn, nó rất là thốn. Thế thì bây giờ không còn có một cái cảm giác nào ở đấy nữa, không còn một cái cảm giác thốn nào ở đấy nữa. Thật tuyệt vời không?
Rồi đấy là nói về mình có ông xã thì cái ho ngày xưa ở Việt Nam ấy, ngay Việt Nam thôi thì mình đi rất là lo về cái bệnh ho của ông ấy. Ho mà ho tức là cứ ông nằm xuống là ông ho ghê gớm lắm. Nhiều khi ho mình ngồi mà bài tiết thì ông là bây giờ sang bên này mà lạnh như thế này không biết làm sao. Thế mà ráng nhỉ, mà anh ấy thì là chị anh không có tin đâu, nhưng mà anh cũng thấy là vợ áp dụng nhiều cái nó cũng ok, thế thì anh để cho ráng. Nhưng bây giờ đúng là ho bớt rất là nhiều. Đấy là bác ấy, thỉnh thoảng mới ho là vài tiếng, ho là 1-2 tiếng thôi. Còn cái một cái tuyệt vời nữa mình chia sẻ đấy là cái mà mình thấy rất là hay này. Thằng nhỏ mình ấy thì khi mà mình dán cái tay chín thì mình chỉ chú ý đến là mình có xã thôi, chứ mà mình dán cho nhỏ thì mình chỉ nghĩ là để cho nó linh hoạt lên, nó mới sang, nói chung là nó linh hoạt, nó thích hợp với cái khí hậu đại việc thông thoáng này nọ. Thế thì mình dán thì mình nghĩ để cho nó khỏe lên thôi. Mình quên mất rằng nó có một cái mà cái bệnh ở Việt Nam ấy, nó hay nhức chân tay, nó nhức chân tay. Con mình đứa nào cũng thỉnh thoảng nó cứ giơ tay ra, giơ chân, má hay bóc chân cho con, bóc tay cho con. Thế thì qua bên đây thì mình cũng chả có cái thời giờ nữa, mới qua không có việc làm như ở Việt Nam nữa. Mình cũng quên luôn cả cái bệnh của con mình đi. Thế thì cho dán cho nó khoảng đến ngày thứ 3, đúng ngày thứ 3 thôi. Nó hỏi mình như thế này này. Thật sự ra thì thằng nhỏ nó cũng hay một cái là mình áp dụng cái gì lên trên nó là nó cũng chấp nhận hết, nó tiếp nhận hết. Cho nên là mình làm thì nó để cho mẹ làm thôi, chứ nó cũng chẳng hỏi là cái gì thế. Thế nhưng mà hôm đấy nó lại qua điện nó hỏi, má ơi, má dán cái gì cho con thế? Thế bà má dán cái miếng X39 đấy con, hay không? Con thấy có khỏe không? Thế con má ơi, con hết nhức chân tay rồi. Trời ơi, thiệt nó mừng, ri mà nó mừng. Thật sự là mình không thể ngờ đến cái tác dụng này luôn ấy. Thế thế là mình làm chỗ ôi rồi. Thế là tuyệt vời lắm rồi. Đấy là những cái trải nghiệm mà mình đã qua. Còn thêm với mình, thường thường là mình thức rất khuya nha. Chỉ đến ngày sáng hôm sau, ví dụ như mình họp hoặc là mình làm cái gì là thường mình buồn ngủ luôn ấy. Vượt luôn ấy. Tức là mình không làm, không tỉnh được hoặc là theo dõi một cái gì đó thì thể nào cũng có gật gù vài phát. Nhưng mà bây giờ dù có thức khuya bao nhiêu đi chăng nữa thì là hôm sau là bây giờ vẫn là học online, mà học online anh văn ở trên trường kiểu của người mới đến ấy. Thế thì là vẫn tỉnh táo ha. Tỉnh táo, tỉnh như ruồi. Và đấy là những cái trải nghiệm X39 mà gia đình mình đã trải qua. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hay quá. Chúc chị cảm ơn liền. Vâng. Chúc gia đình của chị ngày càng nhiều sức khỏe nha. Đấy. Cảm ơn chị. Ok. Anh có thể giúp em đọc đường like của chị Lan Anh, nó hơi bị không biết sao, nó hơi bị rè rè. Quỳnh ơi, Quỳnh có thể giúp cho chị mở đường like không? Dạ. Alo, em chào cả nhà. Anh đọc đường like của chị Lan. Chị Lan Anh giúp em đường like nhá. Em xin lỗi, nó hơi bị ổn. Rồi, của Quỳnh được rồi, đúng không? Dạ. Em xin chào cả nhà. Em cũng giới thiệu sơ chút xíu là em tên Quỳnh, đang ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington ở Mỹ nha. Thì hôm nay em cũng cảm ơn chị Liên đã cho em chút xíu thời gian để mà chia sẻ cái trải nghiệm của mình với lại cái miếng dán X39, hay là mình còn gọi là cái miếng dán tế bào gốc đó. Thì đối với cá nhân em á, thì khi mà nghe chị Liên giới thiệu về cái miếng dán X39 này á, thì em rất là hào hứng để mà biết nó như thế nào. Tại vì em cũng đã nghe qua nhiều về những cái tế bào gốc, những cái sản phẩm về nó, thì mình chưa có cái cơ hội để mình xài thử. Thì tự nhiên nghe chị Liên chia sẻ về cái này mà em cũng rất là quan tâm đến sức khỏe, nên là em đã tham gia và em đã mua cái sản phẩm về em trải nghiệm. Thì cái điều đầu tiên em thấy là khi em dán cái miếng dán này á, trong những vài ngày đầu tiên á, là cái điều đầu tiên mình thấy là tóc mình gội nó sẽ rất là ít rụng. Bình thường thì khi mà mình đã sanh hai đứa con rồi á, đối với bản thân em là sanh hai đứa nhỏ rồi, thì vuốt một cái là tóc nó rụng ra một đống luôn. Nhưng mà khi mà dán cái miếng dán này trong vòng mấy ngày thôi, khi mình gội đầu á,
là mình thấy là cái tóc nó giảm rụng rất là nhiều. Và cái thứ hai là mình cảm thấy happy hơn nữa. Thì bây giờ mình cũng đã vào cái lứa tuổi là 40 rồi, nên là bắt đầu tóc nó bắt đầu bạc rồi. Thì em chỉ có duy nhất 6 sợi tóc bạc thôi. Em còn đếm đủ đúng 6 sợi ngay chỗ này. Thì khi mà em dán cái miếng S39 này rồi á, thì em thấy là 6 cái sợi đó khi mà em nhổ đi rồi đó, trước đây khi chưa có dán á, là nó sẽ mọc lại và nó mọc đúng cái vị trí đó. Nhưng mà sau khi mà em dán S39 thì em không thấy nó mọc trở lại nữa. Thì các có lẽ là nó đã biến qua màu đen hay là sao đó, thì mình đã không thấy nữa, cách đây 10 tháng rồi đã không thấy nó mọc lại nữa. Cái điều đó quá là happy luôn. Và cái tiếp theo mà em cảm thấy là em có cái lợi ích về cái X39 này là em là bị đau khớp. Đau khớp là gọi là từ nhỏ luôn đó, gọi là mãn tính luôn đó. Thì khi mà em dán cái này á, giống như anh Luân có chia sẻ là mình bị thải độc trong cái thời gian đầu tiên. Thì trong vòng một tuần em dán thì cái chân em đi nó rất là nặng luôn. Có nghĩa là mình giống như là mình đeo cục đá ngay trong chân vậy đó. Mình đi mà mình cảm giác nó rất là nặng nề. Nó không có đau nhiều, nhưng mà nó cho mình cái cảm giác cái chân mình nó rất là nặng. Tại vì em đau khớp là đau chỗ cái khớp gối với lại cái khớp mà ngay chỗ mình mang giày á. Thì một tuần đầu tiên nó rất là nặng. Thì nghe chia sẻ của anh Luân với chị Liên thì mình vẫn kiên trì mình dán. Thì sau đó một tuần á, thì cái điều đó nó biến mất từ từ. Và bây giờ thì mình cảm giác là nó sẽ nhẹ nhàng và nó không còn đau nữa. Mặc dù là trong nhà em cũng có nước máy Kangen thì em cũng có uống, thì thỉnh thoảng mình uống nước thì các bạn biết là nhiều ngày uống ít, nhiều ngày uống không ít, thì nó nhiều ít thì lâu lâu nó cũng sẽ tái lại, nó cũng sẽ đau. Nhưng mà khi hỗ trợ thêm cái miếng dán S39 này thì em thấy là nó đã hết đau hoàn toàn. Đó là cái cảm nhận về trải nghiệm về bản thân em. Còn em cũng có dán cho mẹ của em nữa. Thì mẹ em bị cái bệnh gọi là đau đầu kinh niên đó. Có nghĩa là mẹ bị đau mà đến độ mà ở bên Việt Nam là uống thuốc nó cũng không có hết nữa. Có nghĩa là đau, rất là đau luôn. Nhưng mà khi mà mẹ dán cái miếng S39 này vào á, thì cỡ khoảng 5-10 phút sau là cái cơn đau nó dịu hẳn luôn. Và bắt đầu từ ngày hôm sau là không còn thấy đau nữa. Thì lúc đầu là mình chia sẻ cho mẹ thì kêu mẹ dán đi. Nhưng mà thật sự mẹ cũng chưa có tin, không có tin tưởng là cái miếng này là cái miếng gì và tại sao nó dán mà nó hết đau được. Thì mẹ thấy em dán rồi em cứ nói là mẹ dán thử đi xem nó có hết đau giống như lời con nói không. Thì mẹ dán và nó đã hết đau thật. Và cái điều đó làm mẹ rất là mừng, mà mẹ cũng chia sẻ rất là nhiều cho bạn bè của mẹ. Tại vì cái lứa tuổi mà khi mà mình đã lên, mẹ em 60 mấy tuổi rồi, thì cái lứa tuổi đó là cái tế bào trong người nó cũng đã mất dần nhiều. Và những cái gọi là những cái bệnh già đó, đau nhất rồi những cái bệnh đau đầu rồi này kia nó sẽ tới rất là nhiều. Thì khi mà dán cái miếng này thì nó hỗ trợ rất là lớn. Thì đó là những cái trải nghiệm của bản thân em. Em xin chia sẻ với cả nhà chút xíu. Cảm ơn em Quỳnh rất là nhiều, hay quá. Dạ. Chúc em và cả nhà càng ngày càng nhiều sức khỏe hơn nhé. Dạ rồi, em cảm ơn chị Liên đã chia sẻ một cái sản phẩm quá hay luôn để đến cho tất cả mọi người trong cái mùa này. Chị cũng rất là may mắn là có Quỳnh, một người rất là positive trong cái group của mình nha, và giúp đỡ chị rất là nhiều. Cảm ơn em nhiều nhé. Mở cho một người cuối cùng, chúng ta có nhiều trải nghiệm lắm, nhưng mà để giữ cái thời gian thì em xin mở cho anh nha. Anh Phúc. Anh Phúc Tấm là một member mới toanh luôn á, hình như là mới gia nhập. Ủa, số phone của anh Phúc đâu anh Phúc ơi, em không thấy anh á, hay là của bà xã? Rồi, thank you anh nhiều nha. Anh Phúc là mới toanh, mới sử dụng chắc được có mấy ngày thôi đúng không anh? Hello anh Phúc. À, cái đường like của anh á, nó bị mute. Nó bị mute rồi anh ạ. Anh Phúc có thể unmute. Dạ, được rồi anh. Dạ, nghe được rồi anh. Dạ. Chào cô Liên, chào anh Luân và chào hết tất cả các anh chị em. Tôi tên là Sinh Tống và quen với anh Luân và cô Liên đó. Ngày xưa làm trong New Skin thì gọi là Phúc. Thành ra cũng hơi lộng cộng chút xíu. Nhưng mà cảm ơn Liên với anh Luân là khi cô Liên với anh Luân giới thiệu thì tôi có dùng cái sản phẩm này qua cũng ngắn thôi, mới đây thôi. Nhưng mà cái kết quả rất là kỳ diệu. Là tôi mới, hai vợ chồng mới dùng có 2 ngày thôi. Thì có một sự thay đổi rất là lớn. Trong lúc đó hai vợ chồng tôi cũng dọn nhà đó. Thay gạch mà đục gạch lên
Đấy cho mình. Thì nó bụi bay đầy nhà hết. Mình cũng không ngờ là bụi nhiều như vậy. Thì cái người mấy người công nhân lót gạch đó họ không có đậy đệm hết kỹ, mà mình cũng không biết trước là nó nhiều vậy. Cho nên cả nhà bay đầy bụi hết. Thì hai vợ chồng cũng ngay cái lúc mà cái X39 miếng dán nó trở về đến, thì chúng tôi có dùng nó 2 ngày. Thì trong lúc dùng thì dọn dẹp nhà cửa, hai vợ chồng với con lau nhà, lau rất là nhiều, lau từ sáng đến chiều dọn dẹp mà không có thấy mệt. Ngày đầu tiên cũng không để ý, rồi ngày thứ hai thì tình cờ tôi thức dậy 5 giờ sáng, mình thấy người mình nó khỏe, nó sảng khoái lắm. Rồi làm cả ngày, đến khi tối về nhà mà không thấy mệt. Rồi tôi mới lấy cái cuốn sách ra đọc, rồi đọc luôn 4-5 trang, đọc hết cuốn sách này. Mấy cuốn sách thì thấy nó đầu óc tỉnh táo lắm. Thành ra mình rất là ngạc nhiên, quá nhanh đi. Khi mà tôi nghe anh Luân anh nói về cái sản phẩm này đó, kết quả rất là hay. Thì tôi cũng open mind, nghe và tiếp nhận liền. Thì mình tin liền. Nhưng mà mình cũng không ngờ nó nhanh đến nỗi như vậy. Mới có 2 ngày thôi mà con người hoàn toàn. Trước đó thì tôi có đi lên North Carolina với lại em tên là Tuấn. Hai anh em lên làm nước máy nước Kangen ở trên đó, đắp máy cho người ta. Thì tôi ngủ nhiều lắm. Bước vào làm cái công việc với công ty Energy Kangen đó, thì cũng có nhiều cái việc để học, rồi thực tập, rồi tìm hiểu sản phẩm. Thì nói chung là rất là nhiều. Cái thời điểm này hai vợ chồng tôi vừa bán cái tiệm nail năm ngoái, thì năm nay vào nhảy vào làm việc và làm full time, làm trọn thời gian luôn. Thì tôi rất là thích và học cũng nhiều lắm, học sản phẩm và gặp nhiều người và nói chuyện rất nhiều. Thì nó có cái sức nó có xuống, có đôi khi rất là mệt mà không có kiềm chế được. Ví dụ như đến nhà của bạn thì tôi vào trong cái phòng đó, người bạn này cũng thân cho tôi cái chỗ nghỉ trưa, rồi sau khi nghỉ trưa rồi ra ngồi ghế salon cũng ngủ nữa. Trong lúc anh em ngồi đó ngồi, mình mệt quá mình đuối quá, mình ngủ lúc nào cũng không hay. Buổi trưa đó thích nap chút thức dậy, thành ra cái sức khỏe này đi xuống rất là nhiều. Mà tôi thấy rằng là có đôi khi hơi lo lắng chút. Mình nghĩ là năm nay cũng là 57 tuổi rồi, hơi lo một chút là nó sắp sửa lên hàng 6. Cho nên trong về tâm lý đó mình cũng hơi ngại một chút là cái sức khỏe mình đi xuống. Mà không ngờ ngày xưa nó nói nó 60 thì nó xuống rất là nhanh. Và mình thì không muốn tin điều đó, nhưng mà lực bất tòng tâm, mình thấy thật sự nó có xuống thật. Nhưng mà cảm ơn Chúa là tôi thấy rằng là khi dùng cái sản phẩm này đó, mới 2 ngày thôi cái sức khỏe nó tăng lên và tiếp tục nó có những cái dấu hiệu rất là tốt. Tóc thì nó cũng mọc ra dày hơn, nhiều hơn, và cái tóc bạc nó cũng giảm đi. Không biết mình có tưởng tượng không, mình thấy nó cũng không có bạc như hôm trước nữa. Rồi tóc nó dài ra nhiều hơn, nhanh hơn, móng tay mình mọc ra cũng nhiều hơn nữa. Rất là có kết quả đó. Và cái da đầu nó không có như cô Liên nói đó, nó không có ngứa như mấy ngày trước nữa, mà mình cảm giác rất là tốt. Tay mình vuốt lên đầu mình thấy nó khỏe và cái cảm giác tốt. Thì nói chung là không phải tưởng tượng, mà thật sự là nó có kết quả. Và đến nay tôi dùng thì cũng được vừa hơn một tuần thôi, nhưng mà tôi tin tưởng rằng nó sẽ đem lại nhiều kết quả tốt hơn nữa. Và cái điều như cái ho đó, nghe chị gì mới vừa nói ở Canada đó, thì tôi cũng ho mấy ngày nay vì do bụi bặm với lại allergy, không có nói chuyện được như vậy đâu, ho liên tục luôn. Nhưng mà sáng này tôi mới không chịu nổi, tôi không muốn. Thường thường thì tôi hay cầu nguyện, và tôi có nhiều cái bệnh lắm, trước kia không có dùng thuốc gì hết á, và cầu nguyện thì bị lành. Nên cái kinh nghiệm mà cầu nguyện được lành rất là nhiều. Nhưng mà cái ho này tôi cầu nguyện hoài, mấy hôm nay chưa có hết. Bởi tại sao tôi không uống thuốc? Tại vì quyền năng chữa lành của Chúa là chữa tôi lành và mai tôi lành rất là nhiều. Cho nên bảy năm nay là tôi không uống thuốc. Bất cứ bệnh gì tôi cũng chỉ cầu nguyện thôi. Nhưng mà cái ho này không hết.
Và cuối cùng thì tôi chịu không nổi nữa, tôi có lấy miếng dán vào đây. Rồi tôi lấy thêm cái dấu hiệu X39 dán lên trên nữa, nó chồng lên nữa thì nhìn nó đẹp lắm. Đi ra để cho mọi người thấy ở đây là tôi có cái miếng dán ở đây. Giờ tôi cũng không ngờ được là nó mau như vậy. Tôi cầu nguyện bao lâu nay không hết mà tại sao mà tôi dán miếng này nó nhanh như vậy. Thì tới giờ này tôi nói chuyện được, không có ho liên tục. Còn ngày hôm qua, ngày Chủ nhật đó, thì tôi có giảng đó, tôi trên trên Facebook ngày Chủ nhật đó. Thường thường tôi đạo Thiên Chúa và tôi là mục sư, thì tôi hay chúng tôi có nhóm lại bài giảng ngày Chủ nhật. Tôi lúc giảng tôi vẫn ho nữa, tôi không ngại điều đó, nhưng mà tôi muốn rằng lúc mình giảng thì nó không có bị gián đoạn cái bài giảng của mình, mà nó ho liên tục. Thì từ nãy giờ anh chị em thấy tôi cũng ho nhẹ đó, thế nhưng mà không có nhiều như hôm qua. Vì tôi thấy nó có kết quả đó, tôi nghĩ nếu mà dán thêm 1-2 ngày nữa thì nó khá hơn nhiều. Thì đó là kết quả của riêng tôi. Còn của bà xã ở đây á, thì nói đi, chia sẻ cho bà xã xã nói. Em thì cũng giống như anh Phúc thôi, tại vì hồi giờ mình cũng có tuổi rồi mà mình thì mình ngồi mình dũa bao nhiêu năm nay mình không có dọn dẹp mà lâu làm nhà gì? Mà tới mấy tiếng đồng hồ mà lâu tới lâu lui lâu nguyên cái nhà luôn. Mà thường thường mà làm mệt là hay thầm lên ồ nhức quá mỏi quá, mà hai ngày liền không mệt không mỏi cái ủa anh sao hay quá anh quên đi cái vụ dán, người ta mới dán hai ngày đi mà không bớt tức gì vậy đâu, quên nó mất cái nó ủa anh mà hai ngày nay mình không có mệt hai quá anh ha. Cái nó ồ em ơi cái này quá thiệt em ơi bớt cái hai quá. Thì hai chồng anh nói mà hai chồng realize ra là yes 39 này nó work really good, thì có giới thiệu bạn bè rồi đó thì cũng rất là interesting. Yeah. Yeah, con đứa cháu ấy đó hôm nay cháu 20 thì hai vợ chồng cũng cũng hỏi con gái của make sure nó có work cho con gái mình không, thì hỏi nó nói con cũng không mệt nữa, là ba người đó là cứ lau nhà dọn dẹp suốt ngày từ sáng đến tối mà không có mệt. Cho nên đã chia sẻ với anh chị em đây là mấy kinh nghiệm thật, và tôi rất là cảm ơn cô Liên đã chia sẻ cho tôi, và cảm ơn anh Luân gọi phone và cách giải thích và làm chứng rất là nhiệt tình, phải nói là rất là nhiệt tình. Đó, từ đó chúng tôi tin cậy hai anh chị này, chúng tôi quen nhau cũng 10 năm nay hơn rồi làm với New Skin đó. Thì tất nhiên anh nói là mình tin rồi, mà anh chia sẻ nó quá nhiệt tình đi và làm cho mình hăng hái và mình nhảy vào làm liền đó. Và đi giới thiệu cho nhiều người đó. Sau thì tôi nghĩ rằng là chính tôi đã dùng sản phẩm mà khi tôi tin rồi thì tôi nói mạnh lắm, tôi nói nhiều lắm. Nhưng mà cũng chia sẻ với anh chị em đó, khi mà chúng ta chia sẻ với cẩn thận với những người mà chưa có dùng, những người ai mà chưa có sản phẩm chưa về đến nhà đó, thì xin đừng bao giờ nói cho người nào nghe hết. Phải phải rất là kiên nhẫn, vì mình không biết cái sản phẩm như thế nào, mình chưa trải nghiệm nó mà mình chạy đi nói cho người khác nghe thì đúng trước sau là người rớt trước. Mình ba ra mình nghe người ta nói vài ba câu là mình sẽ bị rớt, mình rất đúng là bị nghi ngờ. Và chính mình tôi đã gặp cái những người như vậy nhiều rồi, và những người mà đi bán nó chạy nhanh nói với người này kia mua tùm lum hết, đừng có lên làm gì. Mình chia sẻ đúng. Trước hết mình phải trải nghiệm mà mình phải thật sự tin nó rồi mình mới đi chia sẻ đó, chân thật và giúp người ta, chứ không phải đi bán hàng. Đi bán hàng thì mình sẽ mệt lắm, mình ngại chia sẻ lắm. Nhưng mà mình giúp người ta thật tình để mình thương người, thấy người ta đau khổ, đau vì bệnh hay là có những cái nan đề mệt mỏi, hay là làm cho người ta trở nên gáo gắt hay này kia, mình có thể giúp cho người ta để giảm đi những cái đau khổ đó. Rồi người ta sử dụng, rồi tự nhiên mọi người chia sẻ cho nhau thì nó dễ hơn là mình đi kiếm, mình đi bán hàng chi để kiếm lợi. Tôi có vài câu vài lời chia sẻ. Cảm ơn cô Liên đã cho tôi có cơ hội để chia sẻ với anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe. Cảm ơn bà xã anh rất là nhiều. Anh Phúc rất là dễ thương và là một mục sư nữa.
Cho nên từ hồi giờ biết ảnh và thấy ảnh rất là có đạo đức luôn. Hồi mà làm New Skin là Liên đã biết ảnh và vợ chồng Liên rất là quý anh Phúc từ hồi đó tới giờ, nhưng mà chưa có cái dịp để mà mình thường xuyên mình giao lưu, thì từ nay trở đi thì chúng ta sẽ có cái dịp để mà chia sẻ, nói chuyện, giao lưu và sẽ đi du lịch với nhau nhiều hơn nữa. Hy vọng là hết virus và chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn ha. Bây giờ thì chắc là em xin chấm dứt cái buổi chia sẻ về sản phẩm Extraordinary ở đây. Thế thì nếu như mà các anh chị nào đã làm những cái thành viên ở trong này rồi đó, thì các anh chị có thể là học hỏi nhiều hơn nữa để mình biết cách mình chia sẻ cho đúng. Và cái thứ hai nữa là nếu anh chị nào ở trong này mà chưa bao giờ nghe về Extraordinary mà ngày hôm nay đã được nghe về cái sản phẩm này rồi đó, thì đây là những cái lời. Em ơi, ô em xin lỗi, em xin lỗi, từ nãy giờ em mute cái line mà em không biết, em cứ nói. Liên xin cảm ơn tất cả các anh chị nhé, tất cả các anh chị đã chia sẻ và anh Luân đã chia sẻ trong ngày hôm nay. Và nếu như anh chị nào đã được cái thành đã được anh chị nào ở trong nhóm á, mời vào trong cái buổi nghe cái Zoom meeting ngày hôm nay, và các anh chị nếu như muốn trải nghiệm sản phẩm hoặc là muốn biết hơn về kinh doanh nữa, thì hãy liên lạc với cái người mà đã giới thiệu các anh chị. Và nếu như các anh chị muốn hiểu rõ về cách mình làm việc như thế nào, kinh doanh như thế nào, thì có thể là trực tiếp gọi điện cho Liên và anh Luân và cái người đã giới thiệu với mình, cho Liên biết ai là người giới thiệu nhé. Và mình có thể mình bắt đầu với một cái gói rất là đơn giản, là cái gói Silver là $300 cộng thuế và shipping. Và các anh chị có thể là với cái gói Silver hoặc gói Gold là 499, hoặc là Platinum, hoặc là Diamond, thì cái người chia sẻ của mình sẽ hướng dẫn và giải thích cho các anh chị để hiểu rõ hơn. Và nếu như có những cái thắc mắc gì và muốn biết sâu hơn á, thì có thể là gọi liên lạc cho Liên và anh Luân. Tụi Liên sẽ rất sẵn lòng được chia sẻ tất cả những cái thông tin trung thực nhất về sản phẩm cũng như là về cái cách mình kinh doanh như thế nào. Các anh chị muốn biết cách làm như thế nào để cho tốt nhất, thì Liên và anh Luân cũng sẵn sàng chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm của mình, vì là sự thành công của người khác sẽ là thành công của mình. Cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong cái Zoom meeting ngày hôm nay nhé. Và